Xin chào mọi người. Sắp sửa Tết tới nơi rồi mọi người nhỉ? Không biết là các bạn đã chuẩn bị được cái gì cho Tết sắp tới hay không, cho năm mới hay không? Ở bên Mỹ này, mình ở cái khu này là không có người châu Á, không có người Việt các bạn ạ, cho nên không có cái không khí Tết nào hết. Nên là mọi người vẫn làm việc bình thường và nhà mình thì cũng không có tổ chức cái gì đặc biệt cho cái dịp Tết Tết Nguyên Đán này hết các bạn ạ. Nhưng mà đợt vừa rồi là cái đợt lễ tạ ơn và tiệc Giáng sinh rồi năm mới của bên Mỹ thì nó vui hơn, nó có không khí hơn các bạn ạ. Thì theo như truyền thống của người Việt Nam mình là Tết Nguyên Đán là cái dịp lễ lớn nhất trong năm nhà mọi người nhỉ. Mình nhân tiện đó mình cũng xin chúc tất cả quý cô bác anh chị em năm mới được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, mọi sự cát tường nha mọi người. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề nóng bỏng. Do cái thời gian vừa qua mình có nhận được rất là nhiều các chị, toàn là phía là các chị chứ mình cũng chưa thấy là các anh, các chị và các em gửi tin nhắn cho mình hỏi mà kể về những cái trường hợp mà các chị các em quen nhau, quen người yêu qua mạng. Thì mình có hỗ trợ cho một số trường hợp phát hiện ra là tất cả những cái trường hợp mà họ quen đều là đối tượng lừa đảo hết các bạn ạ. Mà mình thấy cũng có nhiều chị là cũng lớn tuổi rồi, 40 mấy, 50 mấy tuổi rồi nhưng vẫn bị lừa các bạn ạ. Thì mình thấy thật là tội nghiệp cho các chị em phụ nữ gặp phải những cái trường hợp như vậy đó các bạn. Cho nên là qua cái những cái câu chuyện mà mình tổng hợp lại thì với lại qua cái sự tư vấn của một người bạn của mình là cảnh sát điều tra ở Việt Nam và một người nữa là cảnh sát ở bên Mỹ là cháu ruột của chồng mình đó mọi người. Chồng mình có một người cháu ruột làm cảnh sát. Thì một như vậy thì các bạn thấy là mình sẽ tổng hợp là từ kinh nghiệm điều tra của một cảnh sát Việt Nam và cái kinh nghiệm phòng chống tội phạm của một cảnh sát người Mỹ nha các bạn. Thì mình nghĩ cái video này nó sẽ đặc biệt đó. Mình nghĩ là không có ai các bạn YouTuber nào mà có mối quan hệ vừa bên cảnh sát Việt Nam mà vừa có quan hệ của cảnh sát Mỹ để mà có được một cái sự tư vấn tổng hợp đầy đủ như cái video này của mình nha mọi người. Thì mong các bạn là cố gắng dành chút thời gian để nghe mình chia sẻ để có thể là coi xem mình có tự bản thân mình có gặp cái trường hợp như vậy hay không để rút ra cái kinh nghiệm, hoặc là sắp tới nếu có gặp hoặc là trong gia đình mình con cháu bạn bè anh em gì đấy mà có gặp thì cũng có thể là rút được một số kinh nghiệm nào đó để tránh bị lừa nha mọi người. Thì đây cái video này nó có cái nội dung chủ yếu là làm sao để tránh bị lừa đảo khi quen người yêu qua mạng. Đấy, thì khi quen những cái đối tượng như vậy á, các bạn phải cảnh giác. Nó sẽ có những dấu hiệu, người ta sẽ thường là tìm mình qua các mạng xã hội, chẳng hạn như là cái mạng LinkedIn là về cái mạng gọi là mạng của các chuyên gia đó các bạn, về việc làm. Hoặc là những cái mạng mà kết bạn qua mạng đó, hẹn hò qua mạng này, hoặc là qua Facebook, hoặc là Twitter, tức là tất cả các trang mà thuộc về gọi là mạng xã hội chung á, thì những đối tượng lừa đảo này bây giờ nó len lỏi vào rất là nhiều để nó tìm cách nó quen. Mà đối tượng chủ yếu của họ thì sẽ là những phụ nữ có công việc ổn định này. Họ sẽ không quan trọng mình đẹp hay xấu đâu các bạn ơi. Nhưng mà họ sẽ quan tâm cái chủ yếu là mình có công việc vững chắc. Và phụ nữ đứng tuổi thì họ càng mừng nữa các bạn.
đứng tuổi mà, thí dụ như là độc thân, Ngọ sẽ nhắm vào những người mà độc thân cần tìm tình yêu, cần tìm làm hạnh phúc gia đình đó các bạn. Mà có thu nhập tốt này, có công việc tốt là họ sẽ nhắm vào những cái đối tượng đó nha các bạn. Thì thường những cái bạn mà xinh đẹp quá mà trẻ tuổi, trẻ măng thì hầu như lại bị hiếm gặp phải bị lừa đảo như này. Nhưng mà thường là các phụ nữ mà đứng tuổi thì lại bị lừa nhiều. Đấy, thì mọi người phải nên cảnh giác. Tuy nhiên là các bạn trẻ mà cứ hay sâu trên mạng xã hội là ăn chơi sang chảnh này kia thì nhiều khi họ cũng nghĩ là có thể lừa được, thì có khi họ cũng xâm nhập vào tiếp cận để họ lừa đấy nha các bạn. Cho nên là phải cảnh giác. Thì những đối tượng này, những câu chuyện của họ sẽ như thế nào? Cái đầu tiên á, là cái hồ sơ, mà hồ sơ trên mạng của họ, bất kỳ cái hồ sơ trên mạng nào cũng vậy nha các bạn. Nếu bạn tiếp cận được thì bạn sẽ nhìn thấy là hình ảnh của họ sáng sủa, đẹp đẽ lắm, trau chuốt đẹp đẽ. Và họ mình sẽ nhìn thấy là cái ông này hoặc là cái chị này là một con người rất là đẹp này, rồi ngoại hình sáng sủa này, công việc ổn định thành đạt này, rồi đấy, là người ta sẽ tạo ra một cái hào nhoáng để hấp dẫn đối tượng, tiếp cận đối tượng đó các bạn. Đấy, thì bạn nào mà không cảnh giác những cái đó là có thể sẽ bị dần dần sẽ dính bẫy đấy. Thì một là thường á, thì hồ sơ của họ là những hồ sơ mới lập, cho nên các bạn kiểm tra kỹ thì các bạn sẽ thấy là những hình ảnh họ đăng lên hoặc những nội dung họ đăng lên trong hồ sơ của họ nó rất là mới. Đấy, thì đó cũng là cái dấu hiệu tiếp theo. Ngoài cái dấu hiệu về ngoại hình này, về đời sống sang chảnh, giàu có này, thì sẽ là cái dấu hiệu tiếp theo là hồ sơ của họ rất mới hoặc là hồ sơ trống rỗng, không có gì. Cái dấu hiệu tiếp theo nữa là họ muốn nói chuyện với bạn, họ muốn tìm hiểu bạn, nhưng mà họ sẽ tìm đủ cách để các bạn không thể nói chuyện mà FaceTime, nói chuyện video trực tiếp để nhìn thấy trực tiếp mặt của họ. Đó là một dấu hiệu nữa, dấu hiệu nghi ngờ nữa. Nếu mà họ gửi cho bạn những cái tấm hình đó các bạn, thì bạn nên lên Google Image Search để tìm nguồn gốc những cái tấm hình đó, xem là có phải là đúng là hình của họ không, hay là hình mà họ ăn cắp từ của một người thực nào khác. Thí dụ người cái đối tượng mà quen với bạn đó, họ tên là Peter, thí dụ vậy. Nhưng mà bạn dò trên mạng á, bạn lại dò ra là cái hình đó thì lại là của cái ông là thí dụ như là ông tên, thí dụ tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, hoặc là tên gì nước ngoài, Clinton hay là Kennedy hay là gì, thí dụ vậy chẳng hạn. Tức là bạn đã phát hiện ra là 100% họ là người giả rồi đó các bạn. Không ai có muốn có một cái mối quan hệ nghiêm túc, họ có mục đích quan hệ nghiêm túc với bạn mà họ lại lấy hình của một người khác mà để mà họ gửi cho bạn hết các bạn ạ. Nha. Cho nên là đó là một cái dấu hiệu mà bạn có thể phát hiện ra sớm nhất, trước khi mọi chuyện nó đã quá muộn nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là cái gì? Tiếp theo là về cái hoàn cảnh của họ. Thường thì họ sẽ nghĩ sẽ có những cái câu chuyện điển hình như là họ đã ly hôn rồi, hoặc là quá vợ rồi, hoặc là độc thân chưa vợ, hoặc là nếu mà có con thì cũng chỉ có đứa thôi. Thường thì hầu như là gia cảnh của họ rất là cô đơn và độc thân nha các bạn. Để mình không truy được ra là sau khi tìm hiểu kỹ mình có thể xin là hình ảnh cha mẹ anh em này kia tùm lum á, thì nó dây dơ rề rà, họ tìm không có bằng chứng á. Cho nên là thường cái hoàn cảnh của họ là rất là neo đơn nha các bạn. Đấy cũng là một cái dấu hiệu. Và cái công và tiếp theo là về cái công việc của họ đó các bạn. Thì họ sẽ nghĩ ra những cái công việc nào thật là ổn định, thật là hào nhoáng để các bạn yên tâm. Là họ có thu nhập, có đời sống rất tốt, vững chắc về tài chính.
là bạn tìm cách để gọi điện FaceTime này kia bất ngờ là họ đều cách tìm cách từ chối hết nha các bạn. Họ chỉ có giao dịch là qua nhắn tin nhắn và email và gọi điện mà không có hình ảnh, không có video thôi các bạn ạ. Thì đó cũng là một dấu hiệu lừa đảo. Có một dấu hiệu nữa, đó là thí dụ người ta giả danh là người nước ngoài, người ta nói tiếng Anh được, nhưng mà họ cũng có thể tiết lộ ra là họ nói được tiếng Việt, họ giao tiếp được tiếng Việt đó các bạn. Đó, thì đó cũng là một dấu hiệu. Có một cái dấu hiệu nữa là họ tỏ ra là họ rất là muốn nghiêm túc kết hôn với bạn, nghiêm túc thành lập gia đình. Nhưng mà họ luôn né tránh cái vấn đề là gọi điện trực tiếp mà FaceTime có video để các bạn được nhìn thấy mặt họ. Thì và họ cảm thấy như là các bạn sẽ cảm thấy như là họ nói yêu các bạn rất là sâu đậm, yêu lắm luôn mà trong thời gian rất là ngắn. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu cần cảnh giác nha các bạn. Một số người ấy, người ta sẽ bịa ra cái câu chuyện là người ta là người Mỹ, hoặc là người ta là con lai Mỹ, lai với một số nước khác ở châu Á chẳng hạn, lai với Mỹ và ở bên Mỹ. Thì cái này nó liên quan tới đất nước Mỹ, thì mình có nhờ sự tư vấn của cái anh cảnh sát người Mỹ đấy. Thì anh tư vấn là các bạn nên hỏi họ tên đầy đủ của cái người đấy nha các bạn. Và hỏi luôn cái địa chỉ nhà của người đấy. Thì các bạn lên mạng, lên internet á, bên Mỹ nó rõ ràng lắm các bạn. Chỉ cần những cái thông tin đó là các bạn có thể dò ra được là cái số nhà người đó thì là chủ nhà là ai. Cái tên người đó, ngày tháng năm sinh đó, cái địa chỉ đó đã từng có tiền án tiền sự vi phạm tội gì chưa nha các bạn. Các bạn có thể truy được trên mạng, và các bạn cần phải thu thập đầy đủ những cái thông tin đó. Thì bên Mỹ nó rành mạch lắm các bạn ơi, lịch sử mà tội phạm như thế nào là nó vô internet nó lưu hết. Rồi bạn sở hữu bao nhiêu căn nhà, nhà đó từng sở hữu bao nhiêu đời, giá trị căn nhà bao nhiêu tiền, chủ sở hữu là ai, và căn nhà đó có bao nhiêu nhân khẩu, những nhân khẩu đó tên gì, giới tính là gì, độ tuổi bao nhiêu, có hết luôn các bạn. Cho nên là nếu mà họ nói là họ ở Mỹ thì các bạn dò ra rất dễ luôn nha các bạn. Có một cái dấu hiệu nữa là những cái đối tượng lừa đảo nó thường nhắm vô những phụ nữ thành đạt, những phụ nữ cô đơn cần tìm đàn ông, cần thành lập gia đình, những là đối tượng chủ yếu của họ. Nếu mà bạn nghèo, bạn không có tiền á, bạn kể những công việc, ví dụ bạn làm cái gì đó lương ví dụ có 100 đô tháng có khi nó sẽ bỏ bạn sớm. Nhưng mà bạn nói những cái công việc mà bạn, những cái công việc mà ngon lành này, họ sẽ hỏi bạn là công việc là gì. Thì thường những mối quan hệ nghiêm túc họ cũng rất muốn biết bạn làm nghề gì, để họ tránh là tìm phải, vớ phải những cái cô mà cô gái đứng đường này, gái ngành này, gái điếm này các bạn. Hoặc là cái kẻ mà vô không, của anh ấy gì, vô công rỗi nghề, không có nghiệp, thất nghiệp á, thì những người mà nghiêm túc họ cũng ngại tiến xa hơn với thành lập gia đình với những đối tượng đó, cho nên họ hỏi nghề nghiệp thì cũng là đúng. Nhưng mà cái đối tượng lừa đảo nó sẽ quan tâm thêm một cái nữa, đó là thu nhập của bạn bao nhiêu. Nếu mà họ hỏi tới bạn là thu nhập của bạn bao nhiêu là bạn cần phải cảnh giác, nó có dấu hiệu là họ đang dự tính là sắp tới là liệu họ có thể lừa được bạn không, và lừa được bao nhiêu tiền, cái số tiền họ dự định sẽ lừa bạn nha các bạn. Và lừa bằng cách nào thì tí nữa mình sẽ kể tiếp cho các bạn biết. Đấy, thì có những dấu hiệu như vậy là nó có xu hướng là một kẻ lừa đảo đó các bạn.
họ yêu bạn rất nhanh. Thường là những người mà đã có cái mà thực tế mà những người đàn ông mà đã thành đạt công việc ổn định thu nhập như thế thì người ta chỉ quan tâm đến bạn làm việc gì để người ta yên tâm bạn là một người tốt thôi, một người đàng hoàng tử tế, để họ nếu mà họ kết hôn thì họ cũng không có lỡ dở cuộc đời thôi, chứ họ cũng không quan tâm đến bạn thu nhập bao nhiêu đâu. Cũng như chồng mình này, hồi xưa mình ở bên Việt Nam mình làm cũng tiền cao, lương cao đấy, nhưng mà thu nhập của mình cũng nhiều. Nhưng mà ông xã mình chỉ hỏi mình làm công việc gì thôi, chứ chẳng bao giờ hỏi tới là thu nhập một tháng được bao nhiêu, để dành được bao nhiêu tiền, rồi người ta không hỏi tới đâu các bạn. Đấy. Rồi là họ sẽ không hầu như là không có cái dự định kế hoạch là đi tới thăm bạn đâu, mà toàn nói chuyện, nhắn tin với lại gọi điện, gọi có thể gọi điện trực tiếp nhưng mà lại không thể FaceTime nhìn qua mặt nhau qua video được đó các bạn. Hoặc là chỉ là nhắn tin qua Facebook này hoặc là gửi email. Thì nếu mà họ gửi email á, các bạn có thể copy cái địa chỉ email á, bạn vô một số cái trang internet scammer, bạn copy cái địa chỉ email đó ra, có thể bạn cũng phát hiện ra là cái lịch sử là cái địa chỉ email này đã từng lừa đảo một số đối tượng rồi, đã có lịch sử lừa đảo rồi, là bạn phải block họ ngay và chấm dứt mối quan hệ với họ liền nha các bạn. Đấy. Thì cái đó thì phải nhờ các bạn nào phải rành vi tính tí thì mới truy ra được cái phần mà cái mà gọi là IP của email ấy. Đấy. Cái đó thì những cảnh sát rồi điều tra thì họ làm được dễ lắm. Và các bạn nào có thể nhờ các bạn nào bạn có bạn bè người quen làm vi tính, họ cũng dò ra dễ lắm các bạn. Thì đó là những cái mà cái ví dụ điển hình mà thường là các đối tượng lừa đảo họ cho bạn biết là có những cái dấu hiệu như vậy đấy, họ sẽ có những câu chuyện như vậy đấy. Một số người á, họ sẽ đối tượng lừa đảo họ sẽ cho bạn cái số điện thoại của Mỹ nha, bạn thấy cái số đầu là số 1 đó là số điện thoại của nước Mỹ đấy, thì các bạn đừng vội tin là họ là người ở bên Mỹ rồi nha các bạn. Bởi vì là cái số điện thoại mà nước Mỹ này á, gọi là gì, gọi bằng vệ tinh á, họ mua dễ lắm các bạn ơi. Chỉ cần mua cái một số đấy thôi bạn, họ đi toàn cầu họ gọi được hết nha các bạn. Cho nên là các bạn đừng vội tin là họ có cái số điện thoại của nước Mỹ rồi á, thì họ là sống ở Mỹ đâu nha các bạn. Và đối tượng lừa đảo họ cũng đã tinh vi, họ nghiên cứu ra được cái đó. Thì bây giờ họ rất là nhiều đối tượng là họ mua cái số điện thoại của cái đầu số là của Mỹ đó, để đối tượng mà họ sắp lừa dễ tin họ hơn. Thì cái câu chuyện nó sắp sửa kết thúc và tới cái phần là lừa đảo, tức là sao? Sau một thời gian họ cảm thấy là bạn đã thực sự yêu họ rồi, bạn thiếu cảnh giác á, không có kiểm tra những cái dấu hiệu như mình vừa nói, bạn lỡ yêu họ thật rồi và mong muốn là sẽ được sống với họ đó, là họ sẽ bạn sẽ thấy có dấu hiệu là họ đi công tác ở đâu đó và bẵng đi vài ngày á, họ không có liên lạc với bạn nha, không hề liên lạc được, hoặc là liên lạc được thì cũng chỉ là tin nhắn thôi hoặc là gọi điện thôi, nhưng mà hầu như là không gọi điện được, bởi vì họ bảo là họ ở cái nơi nào đó họ bị mất điện thoại này, hoặc là không có internet này, hoặc là đi biệt vô cái khu nào mà công tác á, hầu như là bị gián đoạn về cái giao tiếp qua điện thoại đó các bạn. Thật ra hầu như là họ chỉ có tin nhắn và email thôi đấy, và bẵng đi vài ngày như vậy á, rồi sau đó họ sẽ có những câu chuyện để kể cho bạn rằng là họ bị tai nạn này, họ bị mất hộ chiếu, hoặc là bị mất ví bóp có tiền này, mất thẻ tiền, thẻ ATM này, thẻ ngân hàng này. Rồi nói chung là đại loại là họ sẽ gặp nạn vì cái vấn đề gì đó, gặp tai nạn nào đó,
hoặc là bị trễ chuyến bay hay là như thế nào đó, bị sự cố gì trễ chuyến bay, giờ không có tiền mua vé máy bay để trở về cái một nơi nào đó, hoặc là tới thăm bạn mà chuẩn bị tới thăm bạn nhưng mà nó bị kẹt ở cái chỗ nào, bây giờ không có tiền để mua vé thêm. Nó nhiều câu chuyện, đại loại tổng hợp lại là họ gặp sự cố và họ cần bạn cho mượn tiền, hoặc là bạn cho tiền luôn thì càng tốt, tùy theo cái mức thu nhập mà họ đã đoán ra ở bạn á, thì họ sẽ đưa ra cái mức mà họ tiền họ cần nha các bạn. Có người á, thì vài trăm đô, nhưng có người thì cũng bị vài ngàn đô. Cho nên là đấy, và họ sẽ cho một số cái tài khoản để bạn gửi vào. Nếu mà họ là người nước ngoài mà họ đưa cho bạn một cái số tài khoản ngân hàng ở bên Việt Nam á, là bạn biết chắc chắn luôn đó là người lừa đảo rồi nha các bạn. Bởi vì các bạn biết là không phải ai muốn mở tài khoản ngân hàng ở nước nào cũng được đâu các bạn. Ví dụ mở ngân hàng ở Mỹ là phải người là làm việc ở Mỹ, có thu nhập ở Mỹ này, hoặc là công dân Mỹ, hoặc là người có thẻ xanh, tức là cũng có định cư hợp pháp ở Mỹ rồi mới được mở tài khoản ở Mỹ nha các bạn. Hoặc là nhà đầu tư vào nước Mỹ thì mới mở tài khoản ở Mỹ. Hoặc là thì những nước khác nó cũng cái điều khoản nó cũng tương tự như vậy đó, để được mở một tài khoản ở nước nào đó thì là cũng tương tự như vậy đó. Cho nên là nếu mà họ mà có một tài khoản Việt Nam thì bạn có thể liên hệ tới, bạn cũng biết luôn là tài khoản Việt Nam thì nó có cái tên của người Việt Nam đó, thì bạn biết chắc chắn là ôi thôi, rõ ràng là 100% họ là lừa đảo rồi đó các bạn. Tại sao người nước ngoài mà có một tài khoản Việt Nam và tên Việt Nam khác hẳn, là rõ ràng họ là cùng chung một băng nhóm với nhau đấy các bạn. Thì bạn có thể là ngắt, chấm dứt ngay từ lúc đó và không bao giờ được chuyển tiền hay cho mượn tiền nhé. Còn nếu mà họ là cho tài khoản nước ngoài á, thì bạn cũng tuyệt đối không bao giờ được cho mượn tiền hay chuyển tiền cho họ. Bởi vì là những người thành đạt á, họ không cần nhiêu đó tiền đâu các bạn ơi. Mà họ lại có vẻ như là khó khăn, cần khẩn cấp lắm để bạn hỗ trợ cho mượn hoặc cho luôn á, là đối tượng lừa đảo đấy. Có thể là bạn thấy một số ít nhưng mà nó lừa đảo được nhiều người, nó gộp lại nó cũng có thành con số khổng lồ họ kiếm được đó các bạn. Khi họ khờ lắm các bạn. Họ nghĩ nghe bạn, những người cảnh sát kể với mình, nghe mình thấy cũng mắc cười. Tức là họ bịa ra rằng là họ mất cái ví tiền mà trong đó có thẻ ATM này kia luôn đó các bạn. Cho nên là họ bây giờ là họ trong túi là rỗng túi, không thể làm gì được, không có tiền, không gì luôn. Mà bạn mắc cười một cái là họ không có người thân hay bạn bè để vay mượn hay sao mà lại quay qua vay mượn bạn. Các bạn hiểu không? Vậy mà nhiều bạn cũng vẫn bị lừa. Thì đấy là những cái dấu hiệu để các bạn thấy là họ có khả năng là kẻ lừa đảo nha các bạn. Cái câu chuyện này mình muốn tặng cho các bạn để các bạn cùng trải nghiệm và rút kinh nghiệm cho bản thân hoặc là người thân của mình. Và cũng như là chúc cho các bạn, nếu các bạn nào đang trên cái con đường tìm kiếm một cái mối quan hệ nghiêm túc để kết hôn, thì cũng mong là các bạn không phải gặp phải những cái đối tượng lừa đảo như vậy. Và chúc cho các bạn gặp nhiều may mắn. Mình xin dừng video tại đây nhé. Mình xin chúc sức khỏe mọi người và hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Mong mọi người ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ video này để mình có động lực làm những video tiếp theo, chia sẻ thêm thông tin cho mọi người nhé. Mình xin cảm ơn mọi người và xin chào tạm biệt.